Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Phi Nhung hiếm hoi tiết lộ về người bố giấu kín của con gái ruột. Phi Nhung đã có những chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân và cách dạy con gái. Phi Nhung cũng hiếm hoi tiết lộ về lý do không sống chung với bố của con gái ruột Wendy Phạm. Cô cho biết khi có thời gian ở bên con, cô lại tranh thủ dạy con một cách nghiêm khắc. Nữ ca sĩ tâm sự vì từ nhỏ mình sống với ông bà ngoại, được cậu dì chị dạy mới được như bây giờ. Chính vì thế, Phi Nhung cũng đi theo con đường đó, chỉ dạy cho con một cách nghiêm khắc. Mỗi khi vắng nhà, Phi Nhung gửi con cho người đáng tin cậy để dạy con. Có lần cô gọi video khi con gái học ở trường, bạn bè Wendy Phạm thấy cô bé trò chuyện với mẹ thân thiết thì rất thích thú, ngưỡng mộ. Cô kể, khi ở xa tôi mới nói chuyện ngọt với con tôi, chứ ở gần thì tôi rất nghiêm. Bản thân tôi không cha không mẹ từ nhỏ, tôi ở một mình và quen rồi. Nếu tôi dạy con mà chiều chuộng con, lỡ tôi có chuyện gì xảy ra thì chỉ còn một mình con thôi, làm sao nó gánh được. Tôi phải vừa nhu vừa cường. Tôi để con tự làm, để sau này con lớn lên đi lấy chồng thì cũng biết làm. Tôi đâu thể ở bên cạnh con mãi được. Chia sẻ về cách dạy con, cô cho biết con gái rất hiểu chuyện, già trước tuổi và nghiêm túc hơn cả mẹ. Chính vì thế, chuyện tình cảm của con hầu như nữ ca sĩ không phải dạy nhiều. Nhiều lúc tôi đi hát cũng quen bạn trai, bạn này bạn kia, nhưng con tôi thì không như thế. Bé có bạn trai rồi và rất thương bạn. Tôi rất tin tưởng con ở chuyện này. Cô cho biết bên cạnh đó, dòng ca bông điên điên tiết lộ con gái giống mẹ ở tính cách mạnh mẽ, tự lập từ bé và sống rất cần kiệm. Phi Nhung nói thêm, cô cũng dạy Wendy từ nhỏ phải tôn trọng ba và ông bà nội. Cô tâm sự, tôi luôn nói con rằng ba con rất hiền lành tốt bụng, chỉ là ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát vậy thôi. Nhưng con thì phải tôn trọng ba, tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy. Cũng trong chương trình, Phi Nhung xúc động nói về con gái. Nữ ca sĩ kể, Wendy từng đề nghị mẹ cho mình được học 6 năm nhưng không tiết lộ ngành nghề. Phi Nhung tôn trọng quyết định của con nhưng vẫn rất lo lắng không biết con học gì. Suốt 6 năm, nữ ca sĩ hoang mang và đau lòng, thường xuyên thấy con vùi đầu vào học, stress đến tăng cân. Đến đúng ngày sinh nhật, Phi Nhung ở Việt Nam xem live stream con gái gửi từ Mỹ. Tôi ngạc nhiên và không ngờ rằng con học y tá và đậu bằng thủ khoa. Lúc nghe đến tên con, tôi như muốn xỉu, chỉ biết khóc và đứng hình suốt một ngày mới dám gọi cho Wendy. Tôi cảm ơn con vì đã cho mình một sinh nhật nhớ mãi trong cuộc đời. Hiện tại Wendy làm y tá trong bệnh viện nhưng vẫn đi học tiếp để lên bác sĩ. Con nói là mẹ lo cho con, vậy là được rồi. Giờ con có tiền học bổng của bệnh viện nên mẹ không cần trả tiền. Lúc đó tôi nói là vậy để mẹ lấy tiền lo cho người khác. Cô khóc nghẹn khi chia sẻ. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.